Sau đây xin mời quý vị các bạn đón nhận một khoảnh khắc rất là kỳ diệu. Nó, con chim mẹ nó ăn cái vỏ cái trứng. Nó ăn cái vỏ trứng nó cắp ra. Chú chim non đã đang vượt cạn. Đây là trang trại chim cu gáy của Thao chim cu gáy. Và các bạn thấy đấy, đây là khoảnh khắc đầu thai của những chú chim gọi là chú chim cu cườm. Và chú chim cu cườm này thì đã nở một chú và gì? Rơi dọc. Giai đoạn này các bạn lên cho ăn cám, cho ăn gạo xay. Ở đây thì duy nhất là mình ở Ba Vì thì mình có cái đam mê và cái gây dựng cái giống chim cu gáy. Và một trong những cái công thức thành công của mình đó là vú nuôi chim cu Nhật Pháp và chim cu Pháp là có hai con trắng tinh. Đó, con mẹ nó sẽ hỗ trợ, các bạn nhìn thấy chưa, nó đang con mẹ nó sẽ gẩy quả trứng ra. Đấy. Mình sẽ cố gắng ghi lại những cái khoảnh khắc thật là tuyệt vời này. Số điện thoại của mình là 0163 530 5982. Trên cái mạng xã hội thì mình có phát triển cái trang Facebook cá nhân là trang chim cu gáy hay. Nếu các bạn search theo cái cụm từ để mà nổi nhất thì các bạn có thể search theo số điện thoại của mình hoặc search vào cái Gmail có cái tên là máy tính Ba Vì @gmail, hoặc là search chính xác nhất là chim cu gáy hay. Trên YouTube thì mình cũng lấy tên kênh của mình là chim cu gáy hay. Thế là các bạn sẽ theo dõi được thường xuyên mình chia sẻ những cái thực tế trong cái vườn chim của mình. Mình cũng không dám nói là trang trại, nhưng mà chắc chắn là cái vườn chim của mình thì cũng khá là quy mô và cũng khá là số lượng đầu con cũng khá là nhiều. Mình cung cấp chim non, chim sinh sản ra thị trường mấy năm gần đây là rất là ok, rất là nhiều. Cái số điện thoại 0163 530 982 là cái số mình dùng đăng ký Zalo và số để liên lạc. Tới đây thì mình cũng sẽ gây dựng thêm một cái sim nữa là 0989 177 982. Đó, con chim mẹ nó sẽ cắp bỏ cái vỏ trứng đi, hoặc nó ăn, hoặc là nó vẩy bỏ đi. Thì kính thưa các bạn, là một trong những cái thế mạnh của những cặp vú nuôi này là độ thuần rất cao và cái độ ấp rất là say. Chúng trắng tinh này là những chú chim Pháp, và những chú màu xám xám ngà ngà có cái vệt đen ở cổ là những chú chim Nhật. Về cơ bản thì những chú chim này thì nó ăn rất là nhiều, ăn nhiều hơn chim cu cườm mình, và chúng thuần, độ thuần rất là cao.
Nếu như các bạn để ý thì nó ăn và cái kích thước của nó có thể lớn hơn chim của mình một chút. Nếu như các bạn một con trắng, có nghĩa là một con Pháp và một con xám mà vành đen ở cổ, thì nó ra cái giống chim nó màu nhạt nhạt trắng trắng và chân nó đỏ hơn. Chim các bạn lai như thế thì nó rất là khỏe mạnh. Đó. Cái công thức của mình thì nhà mình nuôi rất nhiều chim bú nuôi để mình ấp ra được những chú chim của ta. Thời khắc này là thời khắc đầu thai của những chú chim này. Mình xin phép mình sẽ nhẹ nhẹ tay một chút. Và mình sợ là bỏ ra nó lạnh nó sẽ hỏng một lưới chim này. Mình sẽ cố gắng thực hiện cái clip để cho các bạn thấy là nó đầu thai như thế nào. Đó. Nó đầu thai rất là nhanh thôi. Cái vỏ trứng được vỡ ra. Đây là cái vỏ trứng. Đó. Đây là cái vỏ trứng. Và tí nữa các bạn thấy là con chim mẹ nó sẽ gảy ra. Đó. Hai chú chim. Các bạn thấy là con chim mẹ nó thấy con nó ra, nó sẽ không bao giờ để nguyên đâu, nó sẽ lên luôn. Đó. Và nó biết là việc nó phải làm gì rồi. Đấy, thấy chưa? Ăn luôn vỏ trứng hoặc là cắp gửi ra chỗ khác. Cái việc ăn vỏ trứng rất tốt, nó sẽ tạo ra cái chất canxi cho lứa tiếp theo. Nếu như chim các bạn nuôi sinh sản mà chim mẹ ăn vỏ trứng thì các bạn xem xét lại một số cái việc chất tạo vỏ trứng trong quá trình mình nuôi. Đó. Không biết là hình ảnh này các bạn có nhìn rõ không? Mình xin tự giới thiệu là mình là Thao. Mọi người vẫn thường gọi là Thao chim cu gáy. Là một trong những cái đam mê của mình từ lúc còn chăn trâu cắt cỏ, đó là cái con chim cu gáy này đã từng trèo lên những ngọn đa. Đã từng trèo lên những ngọn cây nhãn, rồi những cây rất là cao để bắt những chú chim non về nuôi, mang đi thả trâu. Và một trong những cái đó cũng là một cái nền tảng, một phần nho nhỏ cái kinh nghiệm của mình trong quá trình mà mình nuôi chim. Đó. Nếu như chúng ta bóp cái vỏ trứng này thì con chim này nó sẽ ăn rất nhanh. Đấy. Đó, chim rất khéo. Nó sẽ dọn sạch. Nó sẽ dọn sạch cái phần khu vực vỏ để nó ấp con. Một trong những cái điều mà tôi xin chia sẻ trong cái clip ngày hôm nay á, là các bạn nên nhớ là
Nếu như các bạn cho ăn chế độ không đúng hoặc là cái cung cách chúng các bạn làm chuồng không đúng á, các chim chim non của các bạn nở ra nó sẽ yếu ớt. Yếu ở chỗ là nó sẽ không ngóc được đầu lên. Khi con chim mẹ nó đưa mỏ vào để nó mớm thì con những chú chim non của chúng ta phải có độ cứng ở trong phôi ấy, thì nó mới ngóc được đầu lên và nó mới đón được cái những cái tuyến gọi là tuyến sữa, tuyến nước dãi ở trong chú chim mẹ. Và 2 ngày đầu gần như là nó không không ăn được, nó chỉ có sử dụng cái nhiệt độ của mẹ nó để nó cứng cáp khô lông. Và một trong những điều tiếp theo là nó những cái ngày đấy thì các bạn nên cho ăn thức ăn mềm tiêu nhanh dễ tiêu để con chim mẹ nó ợ ra một cách nhanh nhất cho con chim, mà đặc biệt là giữ nhiệt độ. Tối các bạn nếu thắp điện được cho nó là cái tốt, bởi vì khi thắp điện thì nó đặt yếu tố là mèo chuột rắn rết nó cũng sẽ không đến. Ngoài ra thì những chú chim mẹ của chúng ta sẽ tự tin hơn, nó sẽ u con và nó sẽ tránh được cái việc dẫm vào con hay là làm cho cái việc rủi ro khi nuôi chim non. Và cái nuôi chim non thì các bạn nên nhớ là nó rất là vất vả. Mình thì một ngày mình phải ngó 3 đến 4 lượt đi vòng tròn, quả nào sắp nở, ổ nào sắp mới đẻ, ổ nào phôi như thế nào, chúng ta phải theo dõi, chúng ta phải ghi sổ, chúng ta phải ghi chép. Một phần ghi chép là để chúng ta không bị lẫn, một phần là để chúng ta đúc rút kinh nghiệm, và chúng ta sẽ dựa theo cái nguyên lý là dùng phương pháp gọi là đi vào thực tế, một phương pháp loại trừ, chúng ta có thể biết được. Các bạn thấy đấy, đây là những cái vỏ trứng của những chú chim rất là mỏng. Đó. Chính như vậy là cái một số bạn hỏi mình trên diễn đàn thì mình cũng không trả lời được. Bởi vì là cái kênh của mình hiện giờ cái lượng đăng ký rất là nhiều và khách hàng mua của mình rất là nhiều. Thì nó ấp 13 ngày các bạn ạ. Nó ấp dao động khoảng 13 ngày. Thì các bạn cho nó ấp. Đấy. Đấy, chính vì vậy các bạn khi các bạn mua trứng chim của bên mình thì các bạn nên cố gắng là khi các bạn chim của các bạn làm ổ hoặc là đã đẻ một trứng thì các bạn gọi đặt hàng của bên mình luôn. Đặt hàng thì chúng tôi sẽ căn vào những cặp trứng nào nó đúng cái độ tuổi của chim của các bạn nữa. Và trứng thường chuyển đi trong vòng 2-3 ngày đầu là rất tốt, bởi vì lúc đấy nó chưa tụ máu. Nhưng nếu như mà các bạn cho vào ấp dở đến ngày thứ ba là những cái mạng nhện và những cái tia máu nó đã tụ lại, và trong quá trình vận chuyển nó mất nhiệt, nó dao động thì nó sẽ không không tốt. Có một cái điều nữa là nếu như các bạn đã chót cho nó ấp rồi thì các bạn đếm ấp đến ngày thứ 10 thì các bạn có thể là điện cho tôi. Bởi vì từ ngày thứ 10 đến ngày thứ 13 là cái phôi nó cũng khá là tròn trịa rồi, nó hình thành cái bộ lông ở bên trong con chim non rồi. Thì chúng tôi cũng có những cặp như vậy, chúng tôi sẽ chuyển. Thì trong vòng một ngày thì chim cũng sẽ không thể chết được. Trong vòng khoảng một vài tiếng, chim non ở trong quả trứng sắp nở nó cũng chết được. Đấy. Thì các bạn sẽ lưu ý cái vấn đề khi mua trứng, và mình sẽ cố gắng đảm bảo tuyệt đối cho các bạn, bởi vì các bạn bỏ cái dù nhiều dù ít ra các bạn muốn tìm để tự tay mình đúc rút ra được một cặp chim non. Có một điều nữa là mình cũng sẽ hướng cho các bạn khi giao dịch với mình. Cái văn phòng của mình ở bến xe Mỹ Đình và có người làm việc tại bến, thì các bạn ở các tỉnh khác thì các bạn lên lên tìm cho các bạn một cái nhà xe và có thể là gửi tiền cho họ. Sau đó các bạn gọi cho tôi và báo cho tôi số thì chúng tôi sẽ phối kết hợp và sẽ nhận giao ở trung tâm Hà Nội. Nếu được ở bến xe Mỹ Đình là tốt nhất. Còn nếu không thì có thể ở các bến xe lân cận hoặc các điểm ở trung tâm thành phố Hà Nội. Một trong những cái điều mà mình khuyến khích là các bạn lên chuyển khoản.
Nếu các bạn chuyển khoản thì tôi cũng sẽ có những cái ưu ái nhất định, và tôi rất là quý trọng những các bạn mua bán qua mạng một cách tin tưởng nhau và lành mạnh. Trong những năm qua thì mình cũng làm, thực sự là cũng có những cái là rất là vinh dự, có những điều mà mình có rất nhiều cảm xúc từ những cái tình cảm của khách hàng, nhưng cũng gặp cũng một số ít thôi, cái lượng 5%, một số là cũng có thể là do những cái người cùng làm như mình, hoặc là cũng có thể những người người ta cũng không may là cũng gặp phải những cái trường hợp đặc biệt mà cái xác suất nào đấy nó rơi vào các bạn, thì các bạn cũng có những cái không hài lòng. Cái điều không hài lòng này thì các bạn cố gắng nên gọi điện thẳng cho tôi. Các bạn có lớn giọng hay là có nói những cái gì nó khó nghe một chút thì tôi cũng hiểu ra và tôi sẽ giúp rút kinh nghiệm. Hoặc là nếu như có cái sự thương lượng nhất định nào đấy cho các bạn. Tôi nói ví dụ như bản thân có những bậc lâu năm rồi. Cứ thấy con chim nó gù và thấy con chim nó tướng tá trông nó dữ tợn thì bảo là chim trống, nhưng mà nuôi đến sau một thời gian lâu thì một ngày không hẹn trước nó đẻ ra quả trứng. Thì xét về kinh nghiệm thì các bạn cũng đã bị nhầm lẫn, và xét về giới tính thì thực ra là các bạn không mổ xẻ nó ra để biết được là cái bộ phận giới tính xác định của nó là như thế nào. Các bạn cái này nó không thể nhìn được, chính vì vậy là cái xác suất nó rất là nhỏ. Nhưng tôi cũng sẽ, nếu trong trường hợp như thế thì các bạn nuôi sau vòng 6 tháng mà nó không đúng với ý nguyện của các bạn thì các bạn có thể gọi điện cho chúng tôi để chúng tôi có cái phương án dàn xếp làm sao cho nó thỏa đáng đó. Chứ chứ chơi những chú chim dù tiền như thế nào đấy thì chúng ta đều có những cái sự thương lượng, mà tôi rất thích những người thẳng thắn làm việc trên cơ sở là tôn trọng lẫn nhau và cùng nhau đưa ra bàn bạc thống nhất để tìm đến phương án là hai bên đều hài lòng và tránh những trường hợp ném đá ném gạch và có những cái bức xúc. Bây giờ cái kênh mạng xã hội thì nó cũng rất là tiện cho cái việc giữa người mua và người bán, và nó cũng rất là bất cập bởi vì là có những người cũng là bán hàng theo kiểu gặp nhau một lần đó. Rồi bản thân tôi cũng có những khách hàng họ không may dính cái trường hợp như vậy, khoảng 100 khách hàng thì dính khoảng 5 khách hàng chẳng hạn, 3 khách hàng thì họ cũng chút giận và họ cũng gần như là không gặp mẹ gặp lại mình lần nữa, họ cũng không cho mình cái cơ hội để mà mình bù đắp hay là gì cả. Thì qua cái đấy tôi cũng thấy là đó là một cái phần mà mình phải rút kinh nghiệm đó. Đấy, ngược trở lại thì có những cái khách hàng họ mua những cái chất lượng 3 nhưng mà khi họ nhận được cái chất lượng 5, chất lượng 7 thì họ cũng không ý kiến gì cả đấy, mà có những người họ cũng không cảm ơn. Đấy, có những người họ mua chất lượng 10 nhưng mà họ nhận được 10 thì họ họ gửi quà rồi họ gọi điện họ cảm ơn thì rất là xúc động, rất là quý đó. Thì bản thân một năm mình cung cấp ra thị trường cũng trên sổ sách nếu mà quản lý thì gần như là không thể nhớ được bằng trí nhớ, mà gọi thì các bạn lên xưng là cái khu vực nào và cái bối cảnh như thế nào thì tôi dần dần tôi sẽ nhớ ra, hoặc tôi sẽ truy xuất lại sổ ghi chép. Thế thì trên tinh thần đó thì hôm nay là tôi cũng muốn chia sẻ một trong những cái điều mà tôi khẳng định với các bạn là cố gắng là tôi sẽ cái giống chim là thật là tốt và bán chim sinh sản là một trống một mái. Hay trong trường hợp các bạn nuôi 6-7 tháng mà dính hai con trống thì các bạn im, nhưng mà nếu mà dính hai con mái thì các bạn ý kiến với tôi, các bạn thái quá thì nếu như các bạn lịch sự bình tĩnh các bạn ý kiến thì tôi sẽ đổi cho các bạn một con trống tương đương với cái độ tuổi mà các bạn phải nuôi và nó cũng phải thuần như vậy. Thì như thế là nó có thể là rất là đẹp, nó rất là tốt đấy. Bởi vì là nếu như chúng ta thống nhất được, chúng ta làm việc với nhau trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau thì đấy là cái điều tốt nhất, mà xã hội nào cũng như vậy.
Trở lại vấn đề thì trên kênh của mình thì mình có đăng một cái clip clip về chữa cái bệnh đau mắt, bệnh đậu mùa ở dòng gia cầm cũng như là cụ thể là chim. Thì qua cái thực tế thì thực ra mình cũng đã chữa rất là ok rồi, và mình quyết định mình đăng để chia sẻ để cứu vãn cho những cái tình huống những chú chim của chúng ta bị thiệt mạng oan, và giảm bớt những cái rủi ro cho các bạn đam mê chim. Tới đây thì mình cũng sẽ nghiên cứu kỹ hơn một chút nữa và đưa ra một cái bài bài đăng trên cái clip nào đó nó cụ thể hơn về cái bệnh đi ỉa đó, mà mình sẽ nói rõ từ cái phần dấu hiệu của bệnh, nguyên nhân của bệnh, dấu hiệu của bệnh và cái phương án giải quyết và cái kinh nghiệm thực tế của mình đó. Thì trên đây thì cái clip buổi chiều hôm nay thì mình cũng ngẫu hứng khi mà đi thăm chim thì thấy có 2 quả trứng, một quả đã lở và một quả đang lở dở, thì mình để chế độ điện thoại ở chế độ máy bay và mình quyết định mình quay và mình sẽ chia sẻ một chút cái cảm xúc của mình như vậy. Và các bạn cố gắng gọi cho mình hoặc nhắn tin cho mình, chủ yếu là gọi bởi vì mình không có thời gian thì mình trả lời tin nhắn trên mạng xã hội đâu, bởi vì các bạn thừa hiểu là các bạn là mình thì các bạn mới biết được. Mà các bạn cố gắng gọi vào những cái giờ đẹp, những cái giờ mà tôi đang ăn cơm hoặc tôi đang tắm thì tôi không thể nghe được, bởi vì tôi cũng là con người, tôi lao động cật lực, tôi nghe điện thoại cũng rất là nhiều, có ngày tôi nghe đến cả 100 cuộc điện thoại. Nói không biết các bạn là bạn nào có tin hay không, nhưng mà tôi nghe có những lúc 1 tiếng đồng hồ tôi không dừng điện thoại một tí nào cả, các cuộc gọi chồng chéo lên nhau. Thế nhiều người bức xúc bảo là anh này anh kêu, nhưng thực ra tôi không muốn thế, bởi vì nếu như người khác nghe thì không giải quyết được cái nhu cầu của giải thích của các bạn, mà tôi nghe thì tôi một lúc tôi chỉ nghe được một người, tôi không thể nghe được 4 5 người. Thế ra là các bạn ai có thông cảm được thì là cái điều tốt, mà ai không thông cảm được tôi cũng đành chịu thôi, bởi vì cái này nó là cái mang tính chất là kênh cá nhân. Thế các bạn hôm nay các bạn không gọi được thì mai các bạn gọi, và ngày mai ngày kia rồi tất cả. Thì các bạn nên 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 nên, nên chủ động cái việc như vậy. Thì cuối video thì xin chúc các bạn có một niềm đam mê, có một chú chim, có những cặp chim, làm sao đấy là để các bạn thỏa mãn cái niềm đam mê, niềm vui của các bạn. Các bạn thân mến, đây là tôi đang tắm đó, các bạn thấy không, nó đã lở một chú chim non, và một quả trứng này cũng sắp lở. Chỉ giai đoạn này thì các bạn nên để cái thức ăn lúa và cám như này vào, nó thật sẽ dễ ăn, và nên để cả nước nữa đó, nước đây. Thì nước thì các bạn nên để nó thò đầu ra nó uống đấy. Mà sau này nó cứng thì các bạn nên để thò đầu ra để mình tránh chua thức ăn, tránh nhiều kiểu thức ăn đấy. Thì cái dưới này thì chúng tôi giải cát và gà nó bới, đâm ra là cái phân không bao giờ bốc mùi để làm cho bệnh đau mắt của chim được. Đấy. Thì vậy thôi, đây là dàn vú nuôi. Các bạn nhìn thấy con của nó kia. Đấy. Con của nó. Đây. Rồi đây là những cái cặp mà chúng ta để cho nó đẻ ra những quả trứng, để cho nó đẻ những quả trứng. Cặp này chắc là cũng bắt đầu mới ấp đấy. Và đây là chú chim hơi lạ một chút, cặp này thì cũng ok, cặp này thì bố mẹ thì quá là thổ luôn đấy, mà mã tướng thì quá là ok luôn các bạn ạ. Mình để gần lại một chút, nó cũng không được quá thuần nhưng mà nó cũng đẻ đều đặn cho mình. Rồi cặp này thì cũng đẻ ok. Nói chung những cặp này của mình đều là những cặp hình như là mình không muốn bán đó, hình như là không muốn bán, và chỉ mình đều ghi có con dấu của mình đây đấy.
Thổ, thổ đồng xịn. Cặp này ấp rồi. Cặp này tuy con đực nó hơi bị chọc đầu nhưng mà nó lại giọng rất hay, cho nên mình không bán được cho ai. Mình quyết định mình ghép và mình đã ghép thành công. Da còn rất tốt, da trứng có phôi rất đạt. Đó, đây cặp này cũng vậy thôi. Tất cả những cái này là mình đều ghi ghi cái thông cái thuộc tính của nó. Rồi cặp này cũng vậy thôi. Các bạn thấy là cái vườn trại của mình cũng cũng khá là rộng đúng không? Rất là công phu. Đó. Chia sẻ với các bác là như vậy. Nếu các bạn đến thì gần như lúc nào cũng có chim non trong nhà. Đó. Lúc nào cũng có chim non trong nhà. Đấy, mà mình cố gắng là mình sẽ duy trì được cái thương hiệu của mình. Những cặp này như vậy thôi. Rồi những cặp này. Đó. Rồi những cặp này. Đó. Các bác thấy không? Rồi cặp này. Rồi cặp này. Rồi cặp này. Đấy. Và một trong những cái điều mà tôi